chứ cái mỏ ở đâu không? Mỏ đâu? Mỏ ở trên chỗ cái bà mười ông cái ăn mười đen á, mỏ á chừng bộ cái 3 kg vậy á, bự gì nè, con mỏ với mương á, ốc con cần cần luôn mà. Hàng nào con mỏ giết cái người ta đi ra nó lấy mẹ mỏ giết lỡ cái bà người ta, rồi con mỏ giết 3 bữa 4 bữa luôn, giết cũng nổi nữa. Nói mà sảy á hả? Dạ gọi ba cái lục bình nè, gọi ba cái này kia cỏ nó ăn á, Ừ. gọi con xuống mương mò, con đi mình ở con mò cái bụng một đống bao luôn á, con mò rồi kia mẹ con cửa xong xuôi về nhà tắm con hả, Rồi con tắm nước nào? bữa đó chưa có nước cây tắm nước này nè. Cái gì? Chưa nước cây tắm dưới đây đấy hả? Dạ tắm cái đó đó Tắm kia nước này rồi được không? được, tại vì nước ra nước vô á còn tắm. À. Rồi cái con với mẹ con đi bán, rồi cái con chạm cái gái con mua đồ ăn nè, con lo không có cha lo đâu, cái con lo cái con cho mà ngoại con ăn, cái bà nói con còn không, con còn không lo, con không còn không mua nữa, bà nói vậy Ừ. bắt bà mua, con không lắm nói dân á, rồi con có vậy con cũng đưa cho mà ngoại ăn với cô ba con ha, là không dám gấp, là con gấp cá nè rồi này kia thịt nha, con đưa cho cô ba ăn, rồi còn trái cây á là đưa cơ của ba ăn, đưa cho mà ngoại trước rồi mới đưa cho cô ba sau, Ừ. còn đưa cho mẹ con ăn, con mở hết trơn phải mừng ăn con ăn đâu, con hay có đồ ăn ha, đặng đưa cho cô ba, rồi còn xíu nhiêu đây hả là con ăn à, con không có dám ăn nhiều, đặng đưa cho cô ba trơn hả, còn mẹ với bà ngoại con mày con nhìn thấy Rồi hiếu thảo gì mà sao cậu ba với bà nội bà ngoại nói với con là con có nhiều con dành ăn trên. trời ơi, cái tại vì đầu óc của bà cứ không 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 được bình tĩnh á, rồi bà cũng nói à giống như là mẹ con nói gì á, rồi em cho ăn rồi bà không chữ nói nghe, con mày có kêu ăn đâu, cho cái cá thịt nha, để đưa cho bà ngoại con ăn nha, là họ đã qua bà sáu bà nói lại đó, bà nói Thủy với Ngọc ấy, ăn ăn hết trơn à, à có chuyện nó thương cụ ba với nó mẹ nó à, con muốn nó trời đằng nào hiện nay con cũng có đồ ăn đưa đưa cho bà hết trơn, rồi bánh trái hả cũng đưa luôn, rồi con không cho thì bà sáu nói bộ mày mẹ không mẹ cho bà ăn rồi mà ngoại mày có nằm xuống chết rồi cúng ai cúng cho ma hả, rồi không không đưa cho ăn rồi bà không chửi đây con Ngọc á ăn hết trơn à, không chịu chịu đua miếng nào dân á khổ gì đó. Ủa, gọi cái con mới nói sao nay gọi cái mẹ con nói rồi con mới nói giùm cho mẹ con, nói trời ơi, có về con cho bà ăn hết, tại vì con nhìn thấy bà ngoại già cả con mấy nương chiều bà ơi, cái bà nói hai mẹ con nó đội đầu á, cái con cái bà sáu nói không nè con chị kia kia hai cái hai mẹ con nó đội đầu chị, rồi chị chửi mắng rồi đè đầu nó chửi hoài sao nó gì nó chịu nổi, rồi cái bà sáu nói đằng nào cũng qua bên đây hả, qua bên tao hả cự lộn, rồi tao nghe muốn chết luôn, tao phải chế độ không phải công an đâu giải quyết, rồi bà sáu nói ở nhà ở đậu nè là gì hả, bà sáu nói hai mẹ con mày ở đậu nhà người ta đâu phải nhà của mày đâu mà muốn cự lộn cự, rồi cái bà gọi cái mẹ con với con miếng hăng mấy em con cái con nói bà sáng mấy cò con khuyên với cụ ba gì mẹ con muốn chết con luôn rồi, khuyên huệ khuyên không được không nè, khuyên á con kêu mẹ con với cụ ba hơi hơi im đi, cái nghe cụ ba đó đứng đi nước nít non biết cái gì, gọi khuyên hoài rồi gọi con nít chảo máu hỏng đấy không gọi không khuyên không không nè chữ lộn, rồi không biết hát nổi ai làm đi, rồi Con mẹ con khuyên bà ngoại con ha. khuyên mà ngoại con với cụ ba với mẹ con Ừ. khuyên hoài thôi biết nói làm sao bây giờ, rồi cái con lấy bây giờ đứng không 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 không, không đứng người cỡ lộn hoài gần với bưng bà sáu bà bệnh hoạn, rồi không lẽ cái bà đi đi qua bà sáu bà học này học kia nữa, rồi ở đậu nhà cửa cái mẹ lấy, nhưng mà bà biết mẹ biết mẹ sao mà cỡ lộn hoài, ông nói cãi ổng đi, ổng ăn nhậu cãi ổng đi cho mẹ ổng đi, ổng nói thì mẹ nín hơn đi, rồi mẹ niệm Phật mẹ tịnh cái tâm một hồi gì á, rồi rồi mẹ rồi mẹ suy nghĩ Phật thôi, mẹ cỡ lộn giết hoài á, rồi cái bà sao bà đuổi mẹ đi, con nói mẹ con hoài à, nó có được gì đâu, còn ba hả con nói ba rồi
Bà không ai chịu nghe vậy, không đứng luôn không luôn. Nói nó mà khuyên cô ba ha. Con khuyên rồi, con khuyên cô ba rồi đấy nghe. Đâu con khuyên cô ba làm sao, nói chú nghe coi. Con khuyên về nay á, con khuyên cô ba nói thôi đi, cô ba đừng có cự lộn nữa. Nói chuyện gì từ từ rồi giải quyết rồi ha, hai anh em á, nói chuyện gì từ từ nói chuyện nha, mà cự lộn hoài có lo lắng không? Mẹ với cậu ba cự lộn ha. Dạ. Rồi cái của ba đừng nói chuyện nữa, nói chuyện sắp sóc hồi nó cơ lộn rồi mất công của ba nó bậy nó bạ nữa, mà của ba có vợ, của ba rồi biết của ba không có vợ, tại vì của ba bạ mà ngoại già cả rồi, muốn nói thì nói, muốn làm làm, không khuyên hết lời rồi không khuyên nữa, rồi sau này rồi cái chú Tini rồi nó nói con hỗn ẩu nữa, rồi mất công mất lòng hàng xóm nữa. Rồi con nói gì đó. Rồi con nói á, cô ba ăn nhậu xong xuôi cho em ngồi đi ngủ đi, ai nói ai làm người nào nói thì người đó hưởng tội. Nói sau này có Phật chờ ơn trơn hả, là chứng giám, người cái người nào chữ á thì người đó hưởng tội chân à. Nhưng mà đi chạy khỏi người thì được, nhưng mà chạy khỏi trời được không? Không được. Chạy về ông trời á, cái ông biết, nhìn thấy á, ở trần gian thì chạy được, nhưng mà cứ chính xuống dinh dương nó chạy được không? Không. Đúng bao rồi. Giờ rồi con nói với cậu ba, cậu ba nói chạy tao chết cũng được hả? Cái mẹ nói thôi đừng khuyên cậu ba, nó nói nhưng mà cậu ba con là ăn của mẹ, không khuyên á không để họ đỡ cơ lộn, rồi hai người quấn gặm dao quấn giết với nhau đi, rồi ít lại không, rồi ta cười. Đúng rồi, con cũng biết chuyện đó chứ, người ta còn cười nữa. Ta nói trời ở nhà này khùng, cái hai anh em với hai mẹ con có bốn người làm giống như là tranh đấu bằng giống như là cái muốn giặt nha, muốn mua cái ông lẽ cái chém giết nhau, ông lẽ tao phiên cái can đổ máu làm sao. Rồi cái cửa lộn rồi, cái mà ngoại con đi qua bà Sáu nói này kia, em múa tay múa chân, bà Sáu nói tôi mệt lắm rồi, tôi không phải chế độ muốn học nói bà muốn nói á, thì bà kêu á mấy công an á, chính quyền á xuống đây giải quyết đi. Cái bà nói cái chị đuổi cái hai mẹ con nó về ngoài đi, tôi ghét lắm rồi. Cái bà Sáu nói thì chị làm đi, trong nhà của chị đâu phải nhà tôi đâu, chị học ở đây chị nói. Cái rồi hạ học rồi cuối cuộc đại cứ bưng bà Sáu không có nói bà ngoại, nói con với mẹ con chết con nha. Chứ mà bà Sáu binh mà bà ngoại ha, bưng bà ngoại rồi không nể hai chị em dâu. Chị rồi bà Sáu này là dâu bản, bà ngoại không là chị. Rồi không nể không bưng qua bên đời, nhưng bà Sáu phải khó tắn luôn, đâu phải giống với ai đâu. Rồi nói cái bà Sáu cái bà ngoại không học, rồi bà nói này nói kia, bà ngoại cũng nói thì bằng phải của bà, còn lỗi thì úp tiền đạo hai con với mẹ con vậy đó. Còn sống chịu không nổi. Bà ra đằng trước bà la làng la dế lên. Rồi cái bữa đó con đi qua bà Sáu, bà múa tay múa chân cái bưng bà Sáu nhá, coi được không? Rồi con đến con đứng thân ngờ, coi như là con chưa có biết gì đi. Con chơi. Rồi sáng cậu ba Dũng có con á. Dạ. Nói là hai mẹ con không mua gì cho ông ăn trơn, có không? Nghĩ sao không mua đồ ăn, tại vì hôm sáng á con quên. Quên con không mua. Cho nên hôm sáng có ăn tô bún có ăn không có vô. Thôi giờ gì sáng nhớ mua cho cậu ba cái gì đó, cậu ba ăn, cậu ba làm cái nhà cho mình ở. Tiếp làm cho ở chứ có gì đâu. Mình thấy con quên đi, con ăn một tô, con mẹ con tô hả? Con ăn chừng bao đũa, bốn đũa, ăn dậu rồi. Mua cho cô ba ăn một tô, mời nghe, mời nhớ hứa là mua cho cô ba ăn tô bún. Mày một bọc bún cho ổng về ổng ăn cho ổng vui coi. Ổng thương thì tiền ổng nữa ổng cho chứ có ổng có lấy ổng xài đâu. Dạ. Ổng thường cho tiền có không? Cậu ba con hả? Là thượng nha. Là cô ba con á, con ổng vui thì ổng cho. Mà con đứa bé đi mà ốc ha, một đống bọc gì nè. Cô ba con cầm ha, là cầm tiếp con mà nhìn thấy ổng vui lắm nha. Cái họ bán ốc rồi con cho cô ba con 20.000. Rồi cái họ gì á, rồi cái chùm ấy chùm ốc cô ba cho con lại. Hai cháu qua với cháu lại vậy. Vậy thì thương cũng vậy thôi chứ, hai cậu cháu thương nhau vậy thôi chứ. Thường hai cậu cháu có đi bắt ốc chung không?
có, thường thường thì hai cháu bắt ốc chung. Cô ba khô không cho, con cũng đi mở ốc chứ luôn. Cô ba có nói sao, nói con cũng đi à, con đâu bỏ được đâu. Cậu cháu mà. Dạ. Thương không hết thôi chứ. Dạ. Cô ba con đi chơi ha, là bỏ nhà là con buồn không có cô ba là chịu không nổi. Cô vắng cô ba nè, nó buồn vậy á. Có cô ba nhậu mà ở nhà trời ơi, vậy nó vui một cái nghe. Nó nói sao không được chân á. Mà đi chơi thôi, ở nhà nó buồn, thấy giọng chứ nhỉ.